Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại với kênh Tina Vlog. Hôm nay mời cả nhà đi theo em ra vườn nha. Cái cây seri nhà em nay tới mùa rồi nè cả nhà, tới mùa chín rộ rồi đó. Cả nhà thấy mấy cái trái đỏ đỏ không? Mấy cái trái đỏ đỏ là nó chín rồi đó. Nãy em đi vòng vòng em hái được mớ, em bỏ trong cái rổ á. Nè, em bỏ trong cái rổ nè, hai cái ổi với mấy trái khế với một mớ seri. Cái trái xanh xanh như vậy này là cả nhà, là nó chưa có chín mấy nhưng mà ăn nó cũng ngon lắm, nó giòn giòn ngọt ngọt. Nếu mà để chín quá thì thứ nhất là mấy con chim nó ăn, thứ hai là nó trời mưa dài đám á cả nhà, thì nó có sâu trong trái seri á. Ăn nó cũng ớn ớn. Thành ra mình hái cái xanh xanh như vậy nè, ăn nó ngon. Quẹo qua đây hái mấy trái ổi nha. Cái cây ổi dở kế hoạch nè cả nhà, bữa hổm quá chừng trái luôn, em hái quá chừng luôn á, nay hết mùa rồi, nay bả còn được có 3 trái à. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy chứ ngon lắm cả nhà, nó ngọt mà nó thơm lắm, nói chung là ăn nó đáng lắm. Cây nhà lá vườn mà, không có phân, không có thuốc. Em hay lấy cái gốc lục bình á, lục bình khô em tủ lên gốc ổi, thành ra tốt lắm. Cả nhà thấy bụi bông trang nhìn đã ghê không, bông nào bông nấy to chà bá luôn hen, tưởng tượng như là cái bông cẩm tú cầu vậy đó, giống cái hình đại diện YouTube của em cũng cái bông cẩm tú cầu màu tím nhạt nhạt á cả nhà. Cả nhà có thấy cái hình đại diện của em thì cho em xin một lượt đăng ký nha, một lượt like nha. Sẵn đây thì em cảm ơn cả nhà một lần nữa luôn á. Cảm ơn cả nhà luôn yêu thương, đồng hành, ủng hộ em trong vòng 2 tháng mấy qua. Cả nhà thấy cái cây, cái lá sâm không? Lá sâm này, lá sâm lá dài á cả nhà. Cái lá dài. Bây giờ hái lá sâm vô. Hái lá sâm vô, chuẩn bị giò lá sâm ăn nha. Khoe với cả nhà cái cây cà tím nè. Cái cây cà tím, cây có con trái nha. Tại em cũng mới vừa trồng mà. Nói chung cà tím này ăn cũng được lâu á cả nhà. Mình trồng chăm sóc tốt thì cũng được cả năm ạ. Bây giờ em hái 200g lá sâm nha. 200g lá sâm thì 300g nước. Em bắt đầu dò bằng tay nha. Để bữa nào em xay bằng máy sinh tố thử coi nó có ngon bằng mình phương pháp thủ công mình làm bằng tay nha. Sâm này ăn nó giòn giòn cả nhà, thành phẩm nè, ăn nó giòn giòn, nó không có